Một sự việc gây chấn động ở Vĩnh Long đã gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Một người em của ông ngoại đã lụm một đứa cháu học lớp 8 nhiều lần và đã có thai. Và ông đã không chịu nhận cái bào thai đó là con của mình. Đến khi xét nghiệm ADN thì lúc đó ông mới cúi đầu nhận tội. Và câu chuyện như thế nào? Phong mời tất cả quý cô chú anh chị cùng nghe người mẹ chia sẻ nhé. Ủa chị, trước giờ là mấy mẹ con chị là sống hồi đó giờ là lên đên ở trên ghe này hả chị? Dạ, sống trên ghe gì không? À, chị có thể chị chia sẻ là chị bình thường á, chị làm những công việc gì chị? Hồi đó thì làm công ty, cái đi xong cái nó không mướn nữa, cái về cái khách không mát. Thì bỏ con ở nhà vậy nè, rồi bé nó ngủ đây nè, đi sáng đi làm á. Dạ. Rồi bỏ con ở nhà, cái đó cửa em là cái cửa rào bên kia rồi kéo qua. Chứ không phải cửa được như vậy. Cái ông ken xuống ghe, ông ở với bé em là 6 giờ rưỡi xuống ghe, ông xuống đây ông ở với bé rồi. Xuống ở với bé rồi, đâu có biết đâu. Rồi chừng càng ngày thấy con mình nó khác quá à. Dạ. Cái mấy hỏi nó không dám khai, không dám nói nữa. Cái bữa đó em mới hỏi riết, nó mới khai, nói ông Tư ông ở với con 6 lần. Là học giữa học kỳ 1 là nó ổng ở rồi. Là không có biết là bao nhiêu lần mà tính vô nữa. Lúc đó là con gái còn đi học đúng không chị? Còn đi học lớp 8. Trời ơi, đang học lớp 8 luôn. Dạ. Là bé nó mang bầu rồi. Dạ. Rồi trên nhà trường ta con thấy bé này khác thường quá, người ta cũng không dám nói nữa. Dạ. Rồi về phát hiện riết rồi nói riết rồi bé nó mới khai ra là bị ổng ở. Bình thường ở nhà này học ngoài bé con gái là không có ai ở nhà hả chị? Bà ngoại thì mắt già quá không thấy đường. Rồi bỏ cháu ở nhà vậy nè, rồi đi qua củi ngoài giường vậy đó, rồi ổng vô mở cho bé rồi không có biết. Ở trên chiếc ghe này là mình có mấy thành viên trong gia đình mình ở trên đây? Có em với gái với thằng bé trai. Bé trai lên nhà con ngoài. Con trai, cha của cháu không? Dạ, cha cháu đi ghe rồi. Đi làm thuê cho ghe anh ta? Dạ, đi làm thuê cho ghe anh ta. Chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy chị? Em nay 34. 34 tuổi. Ủa, 34? Dạ. 34 vậy là cũng xem em à. Mà làm bà ngoại rồi. Trời ơi, khổ lắm. Rồi. Nuôi đẻ nuôi tới bây giờ á, ổng đâu có phụ tiền chịu gì phụ đâu. Ổng bỏ không nói là ổng không có nhận ở với bé. Ổng bỏ luôn. Dạ. Cái người kia là chính xác là có mối quan hệ như thế nào với chị? Dạ, chú ruột. Chú ruột của chị. Dạ, chú thứ tư. Con gái này kêu là ông. Ông. Cũng là họ hàng với nhau mà. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ là ông chú đó là có phải trả giá trước pháp luật chưa chị? Dạ trả giá rồi, ổng bị bắt rồi. Dạ. Bao lâu rồi chị? Nà, bác hồi thứ tư từ nay được 3 tuần gì rồi? Dạ. Giống như là ở đây là người ta đã làm việc rồi. Dạ. Đã khởi tố. Có xét nghiệm ADN gì không chị? Xét nghiệm ADN gọi của ổng. Dạ. Mà vợ con của ổng ra đường nó xấu như này dữ lắm. Dạ. Nói như bé này đi khai tầm bậy tầm bạ không phải của ổng. Dạ. Mà trên giấy xét nghiệm ADN là của ổng rồi. Là chị thấy là giấy đó gì chị? Giấy đó em đang giữ ở đây luôn. Dạ. Có giấy em đang giữ vì gì công an đưa cho em một miếng. Tức là giấy đó là bên công cơ quan chức năng người ta làm việc. Dạ. Dạ, người ta có đưa cho chị giữ ha. Dạ. Cái đó là bảo vệ quyền lợi cho chị dạ. luôn rồi đó, và dạ. bé luôn rồi đó. Rồi từ lúc mà sanh bé ra tới giờ là chị bú ở ngoài thôi. Dạ. Tại vì con gái này không có đủ sữa cho con ha. Dạ. Bữa hổm đẻ lên trên bệnh viện Vĩnh Long đẻ không được, tưởng đâu chết rồi. Trời ơi, trời. Đi lên dẫn đưa con cho ổng đẻ mà tới 6 giờ chiều. Cái ổng bảo nó đẻ được không mà đẻ nhỏ tới gần 6 giờ rưỡi rồi. Cái nó vô nó đẻ không được, chạy mổ gấp. Đẩy nó vô mình mấy nhỏ tiêm nghiệm tới sáng vậy đó. Xin mổ hả chị? Mổ, rồi cái vô cha nó ký tên cũng không được. Nó thấy con mình mãi tiêm nghiệm như nó buông tay, nó muốn chết rồi. Vô hai chồng đứng khóc không, không biết sao có đi đưa con đi đẻ mà có hai vợ chồng mà. Rồi thằng nhỏ thì nó bị té gãy tay nữa. Rồi bỏ ở nhà cho bà ngoại giữ giùm, đưa con đi đẻ, tưởng đâu chết bữa đó rồi. Cháu có nói với kể với chị là lúc ông cháu làm gì đó thì cháu có phản kháng gì hay không? Cháu nói là ổng xuống bụng miệng, ổng cho nó khe la. Ông chú đó khoảng bao nhiêu tuổi vậy chị? 54 tuổi rồi. Trời, 54 đáng tuổi ông bà. Thì dạ. ông nó đang là ông. Tức là cái ông Tư đó là ở chỗ ghe mình đậu đang ở trên bờ đúng không? Ngay nhà đi lên luôn ghe. Tức là ghe mình đang đậu đây tức là dạ. đang đậu ở dưới bến ông Tư. Dạ. Ủa rồi sao cái sự việc xảy ra như vậy rồi sao mình không lui ghe một đi chỗ khác mình ở chị mà lại còn ở đây? Cũng tính đi rồi mấy chị ở đây nè bà nói mày bị hại mà mày bị người ta làm vậy mà mày đi cái gì? Cái người đi đâu phải là mày đâu mà người đi mới phải là mày đi. Người ta không có cho em đi.
chứ mình ở ngay bến sông này ít nhiều gì cũng qua lại gặp người, cái quý ước trong lòng mình không thể nào quên được, chị biết không? Dạ. Đi lên gặp ổng là mỗi lần gặp ổng là nước mắt cứ chảy lên, gặp ổng nước mắt chảy xuống không à. À, xin phép chị cho em hỏi đứa gái ha. Dạ. Những cái việc hiện tại giờ con có đủ tỉnh táo con trả lời những cái ý kiến câu hỏi của mấy chú không? Dạ có. Ừ. Là sự việc xảy ra. Dạ. Là cái người đó có lên tiếng nào để mà ngăn cản con không cho con nói không? Hay là người nào ở trên bờ có biết sự việc này xảy ra không? Dạ không. Tại sao con không nói cho mẹ biết? Dạ con sợ bị la chứ bị chửi con không dám nói. Ông đó có nói gì với con không? Dạ, ông kêu con là đừng nói mẹ, nói mẹ mẹ đánh chết. Thăm dọa vậy thôi đó hả? Dạ. Trong lúc mà ông làm cái chuyện đó với con đó, ông có những cái lời lẽ nào ngọt ngào hoặc là thăm dọa không? Dạ không. Không hả? Dạ. Không thì sao con không phản kháng? Dạ, con có nói mà ông bịt miệng con. À, ừ. Ông kêu khẩu trang cao lên xíu. Bịt cái mặt lại. Đáng lý tụi này tụi ăn tụi học luôn. Giờ bỏ học luôn hả chị? Dạ. Ông Tư làm như vậy là mất tương lai tuổi trẻ của con, đang trong lúc học lớp 8. Nó coi như là hủy hoại tương lai con hoàn toàn. Rồi sau này em biết sao nó đối diện với những cái ngày tháng sau này khi... Còn sau này nó còn phải có gia đình nữa. Đúng rồi đó. Còn một điều nữa là gia đình bên cái người đó đó. Dạ. Thì có giống như là bồi thường những cái gì cho gia đình mình không? Dạ không. Từ ngày đẻ tới giờ là gia vợ chồng em chịu hết luôn á. Sửa tả là người ta sửa, không có một cái không có giúp đỡ được, lo được, sửa tả là tương đằng là vợ chồng em con mà đẻ đi mổ á cũng phải chạy hỏi chị nắm người ta cho con đẻ. Mà trong khi ở rất là gần mà chị. Gần lắm mà ổng không có phụ. Cũng không có phụ gì luôn. Dạ. Giờ anh chị nãy chị nói là anh đi biển hay là sao chị? Chồng em đi ghe gạo cho người ta vậy nè. Đi theo ghe ha? Dạ. Có hay về nhà không? Không, ít lắm. Ít có về lắm. Chủ yếu là chị ở nhà, dạ. Hai đứa con với một đứa cháu ngoại. Dạ. Rồi hàng ngày là chị đi cắt một mình ha? Dạ, đi cắt con mát xuồng không? Mình cắt vậy là mình bán thu nhập ổn không chị? Tại em mới cắt được có mấy bữa nay này rồi, không gài bây giờ bệnh em không có đi cắt được. Dạ. Còn bé này nè, nó uống sữa, tiền tả sữa rồi có chi phí này kia, một mình hai vợ chồng lo nổi không? Nổi đâu, bữa hôm em nói với chồng em á, thôi bây giờ nuôi nó không nổi thôi, mấy cho nó đi, đừng có nuôi nữa. Rồi ông nói giờ vậy rồi cho vậy nuôi tới giờ vậy rồi cho, giờ cho là người ta sinh người ta bắt liền. Dạ. Thì con của mình đã thôi dạ. Mình cho rồi, cháu mà dù sao cũng là cháu của mình. Ngủ bằng đêm quay qua vậy thì thấy con vậy, quay qua vậy thấy cháu nước mắt nằm cứ chảy xuống không? Khi mà cha cháu biết sự việc này á thì cha cô cháu có phản ứng như thế nào chị? Chồng em ngồi khóc không á, không nói được cái gì hết trơn. Con bé nó, con gái á, biết chăm sóc con không chị? Không. Con nè, rồi có biết cho con bú không? Em biết. Con ẵm con được không? Nghe được. Đâu con ẵm thử rồi. Thiên kiếp là mẹ bắt đầu sẽ cho bé nó có cái lo bản năng để mà lo cho con nè. Nhưng mà cứ chưa có sữa để cho con nó bú chưa thôi. Chưa gì lắm nữa. Đúng rồi. Chắc là cháu không có sữa luôn quá hả chị ha? Dạ. Trời ơi cái cảnh này. Có nghĩa là cháu chưa phát triển từ toàn diện. Phải nhà ba mẹ phải chỉ có điều kiện cũng đỡ ha. Thì hai vợ chồng hai đứa con bình thường giờ cũng hơi chật vật rồi thêm đứa cháu nữa. Bình thường thì em ở nhà em nuôi con bé nhỏ kia nó bị tâm thần nhẹ nữa. Con em á. Là ai chị? Thằng bé trai của em. Nhóc á hả? Dạ. Em của em gái này. Em của nhỏ này bị tâm thần nhẹ. À. Rồi bữa hổm thì chị nó bị vậy nè. Trong ngày giữ nó muốn chết bị người ta hâm, ta nói miễn mà em với con em mà không rút giấy thư lại á, lại là người ta cho người lên giết con em. Đến nó hâm luôn. Hâm vậy luôn á, rồi không có. Người nào hâm chị? Chú nữa. Có sự uy hiếp. Dạ có sự uy hiếp nữa rồi hổm cái ổng về ông về ông nói hỏi ông nói ông không có nói không có nói gì hết mà người ta ngoài đường ta nghe chạy hết trơn luôn á mà người ta nói là chị mày gán mày giữ con mày nghe được không người ta giết con mày á mà cái sai người lớn đã làm ra mà không chịu khắc phục dạ. Mà còn có những cái lời đe dọa này nọ nữa thì dạ. Rồi cái bữa thì ổng bị bắt á người ta mới nói là con em tình nguyện đi cho người ta ở mà em nói con em mới lớn tình nguyện gì biết gì tao tình nguyện rồi bé nó em gái là tuổi đang tuổi học mà mới lớp 8 mà
đâu đủ nhận thức đâu. Gia đình em miệng về với người ta chửi, người ta nói chứ lắm. Hiện tại bây giờ là ông chú đó là đã bị bắt rồi, nói chung là vẫn chưa xét xử, nói chung là chưa có biết ngày xử thôi. Nói chung thì em tin rằng pháp luật sẽ xử đúng người đúng tội, chắc chắn nếu như mà ông chú kia thật sự làm sai thì chắc chắn phải trả giá trước pháp luật thôi. Là phải có trách nhiệm. Phải có trách nhiệm với bé nữa. Đứa bé và đứa cháu này nữa nè. Vợ con ổng nói là ra tòa làm gì làm chứ bả với con bả không có dính vô. Cái chuyện họ nói gì họ nói đi chị. Nhưng mà pháp luật bao giờ cũng công minh hết đó chị, công bằng hết. Đúng người đúng tội mà. Người ta hỏi em chứ từ ngày mà đẻ giờ bả có dành bắt lâu phụ không? Em nói không. Đi hai chồng em chạy trọt mượn tiền này kia lo cho con đẻ nuôi cháu tới bây giờ với đình bám có ngó ngàng gì tới phụ. Vậy theo mong ước của chị và đứa con gái hả nè. Dạ. Mong ước của chị như thế nào? Em mong ước có làm được có cái nhà với lo cho cháu em với con em thôi. Em thì bệnh nay sáng mai hoài rồi, bệnh hoài. Không, có thể nói rồi chị hiểu là chị mong ước phía bên ông Tư á. Dạ. Có cái phương hướng gì rồi. Ừ. Em muốn là bên bỏ nó là bị đúng sự đúng người đúng tội chứ đó là bồi thường cho con em thôi. Cũng cho nuôi con đó. Rồi danh dự của một người con gái cũng như là chịu trách nhiệm với đứa bé mới sinh ra đây. Dạ. Tại vì lúc mà đẻ là ổng không có thừa nhận từ đầu rồi. Lúc mà mang bầu là ổng chói luôn. Ổng có thừa nhận từ đầu nữa. Chị có thể lấy cho em cái giấy xét nghiệm tụi em xem thử được chị. Giấy xét nghiệm ở đâu con? Bỏ ở trong con bước vô con lấy cho mẹ con dẹp con lấy mẹ cái này rớt ra ngoài luôn rồi kìa. Bỏ ra đi con, bỏ lại đi con nên biết con nên mà gia đình mình sống với cái ghe này bao lâu rồi anh chị? Dạ sống này cũng hồi thằng nhóc nhỏ em đẻ mới được có một tháng làm xuống em đỡ luôn tới bây giờ. Đứa bé con chị ha. Dạ đứa bé sau. Dạ mười mấy năm. Có ruộng đất vậy? Dạ không. Có nghĩa là cái công việc mà cắt lục bình chị mới làm đây hay là chị làm lâu rồi? Em mới làm đây thôi anh, bị người ta cũng hồi đó giờ không có xuồng. Rồi nhờ cha mới lụm được cái xuồng cho em á. Ở đâu xuồng nó trôi á, rồi cha mới lụm cho đi cắt nuôi cháu. Trước đó chị làm công việc gì? Em đi làm công ty. Rồi công ty rồi sau là dưỡng gái em nè. Rồi vô sinh làm lại nó không mướn, nó không tiễn nữa. Hồi xưa là hai vợ chồng làm công ty luôn. Có mình em à. Tức là hồi xưa chị làm công ty rồi anh ở nhà đi theo ghe lúa mới xảy ra sự việc này. Cũng như là chị đi làm và bỏ cháu gái này ở trên ghe này giống như là hai chị em thôi. Cho nên là cái sự việc này nó dễ xảy ra. Thật sự thì không ai nghĩ chính là ông tư ruột mà lại làm chuyện này đúng không chị? Dạ, đâu em không ngờ đó luôn. Đâu. Dạ, em không chuyện ngờ luôn. Chuyện bằng ông mà ông ruột nữa. Ông, em không ngờ là ông đi làm vậy con em, ông còn kêu con em mua thuốc phá thai uống bỏ đi. Dạ, nhỏ này không biết là thuốc gì luôn nữa. Làm gì em gái này biết. Dạ. Cái sự việc đó nó xảy ra ở dưới ghe này không hay còn ở địa điểm nào khác nữa không chị? Ở đây rồi trên nhà bà ngoại nữa. Trên nhà thì làm sao được chị? Ở nhà tắm á. Bé này vô là cái câu chuyện cụ thể là bé đi tắm á, đi tắm cái ông vô ông Gình. Ông Gình thì ông ở với bé. Tại vì em đi làm không có nhà. Có nghĩa là bé không có tắm, ở đây không có chỗ tắm hay sao mà lên trên kia tắm nhờ hả? Dạ, đây không có chỗ tắm. Con gái thì lên trên chỗ tắm nhờ hả con? Tức là tắm nhờ nhà tắm của ông Tư. Không, tắm nhờ nhà tắm của bà ngoại con. Tức là khích với ông Tư. Dạ. Tức là cũng có lần làm con dưới ghe này, những lần lên đó. Dạ. Bọn là mỗi lần con tắm là ông đều gần hả? Dạ. Trời ơi. Thì lúc đó ông gần là sao không xong vô luôn? Dạ. Không thể nào con không la lên được luôn á. Sao con không la lên? Dạ, tại vì ở nhà không có ai hết, la cũng không có ai nghe. Như lại trong lòng con nó cũng sợ đúng không? Dạ. Bao nhiêu lần vậy không con? Khi mà con tắm với anh á? Dạ, cũng nhiều lần. Giờ xin phép chị cho em hỏi bé những cái cũng cái sự việc nó đã xảy ra gì rồi đó. Dạ. Là nghe nói là 6 lần phải không? Dạ. Thì 6 lần đó nó cùng một vị trí không hay là nó thay đổi địa điểm? Em không biết bé để nữa. Em hỏi bé hả chị ha? Dạ. Con ơi. Dạ. Như con có thể nói rõ đó là những cái lần ổng gần con đó. Dạ. Thì gồm những vị trí nào con có biết nhớ không? Dạ, ở trong buồng có rồi ở... Buồng là ở đâu con? Phía sau này hả? Dạ. Ở phía sau ghe. Dạ. Là một lần? Dạ. Rồi ở đâu nữa con? Dạ, ở trên nhà cắm bà ngoại con. Mấy lần? Dạ, 5 lần.
Ở dưới ghe một lần, trên nhà tắm 5 lần. Trên nhà tắm là sao con? Trong... Dạ, trong nhà tắm ngoại con. Là... Lúc đó là con trong nhà tắm hay là ổng lôi con vào nhà tắm? Dạ, lúc đó con ở trong nhà tắm con cấm. Trời ơi, thừa cơ hội đó. Con không phải thừa cơ hội. Nơi đó có rất nhiều người, nhưng mà ổng vẫn làm được. Ổng vẫn là có ý định được. Cái này có sự trợ giúp của ai luôn đó, theo như nhận định của chú. Nếu ở dưới ghe này có một mình con thì không nói. Trên nhà đó là một cái gọi là nhà tắm rồi, sẽ là nhiều người sinh hoạt trong đó, nhiều người biết. Mà tại sao lúc đó lại ổng lại làm? Nhưng mà cả gì lúc đó bà ngoại với mẹ con đi chơi không có ở nhà. Không có ai ở nhà. Dạ, tức là không ai ở nhà. Căn nhà có ngoại, một mình bà ngoại ở thôi. Rồi mấy chú hiểu rồi. Nhiều khi bà ngoại không có nhà thời điểm đó. Có nghĩa là cũng canh đó. Những thành viên trung niên không có, chỉ mình bà ngoại thôi, cho nên là cái gì thực hiện này sẽ dễ dàng hơn. Chắc chiều em đi làm á, em chưa có về tới nhà. Đúng rồi. Bà ngoại thì đi ra qua củi gì kia ở ngoài giường á, rồi ông vô ông ở với bé. Không thể nào hình dung nổi luôn mọi người. Tội nghiệp biết nhiêu không? Bé nó bú sữa bột hay là sữa bịch gì vậy? Sữa bột. Cái ghe này của mình là khi xưa mình mua mình làm cái nhà để ở hay là khi xưa mình làm cái công việc gì ở đây rồi bây giờ mình làm nhà ở chị? Khi xưa em đi bán cám to. Rồi bán lỗ rồi bị người ta giật á, rồi lỗ. Rồi không có bán nữa. Rồi mới lấy cất làm thành cái nhà ở. Dạ. Em nhìn qua cái nét mặt với cái ấy của chị á, em biết là chị cũng là dân kinh doanh. Em thấy biết. Dạ. Đi mua cái đó là cũng đi lại nhà máy. Dạ. Đó, nhưng mà cái thời thế nó lỗ phải không? Dạ. Tại vì cám to mình mua thì như trời không mưa thì đỡ. Mà mưa thì nó bị ướt. Chua. Phải mổ ra bỏ. Mổ ra bỏ như một bao 50kg thì như bỏ ra còn có 20kg à. Rồi cái lỗ cái chồng em mới nói thôi giờ lỗ quá thôi đi để em đi game gạo mướn cho người ta. Có nhiều rồi sống nhiều. Rồi đó em ở nhà trọ ngoài lộ á. Cái bây giờ vô đây. Rồi giờ làm cái ghe này em ở vậy nè. Rồi đi làm bỏ con ở nhà rồi đâu có hay đâu mà bị ổng ở gì nè. Hồi nãy có một vấn đề là tụi em quên hỏi gọi chị vấn đề này. Với là người làm ra em gái này tức là ông Tư, chị kêu bằng chú ruột. Chú ruột. Rồi cha ruột với mẹ ruột chị còn không? Cha con. Mà cha mẹ ruột chị đang ở đâu? Trên nhà chứ. À vậy là cũng gần chú Tư luôn. Dạ sát bên chắc. Cha vậy là ông ngoại của bé này phản ứng thế nào và xử lý sao chị trong tình huống này? Ông ngồi ông buồn ông khóc hoài rồi anh ơi. Rồi cái bị mấy đứa em chửi nữa. Mấy cô á chửi nói cha em không binh ông này. Trời ơi làm vậy binh gì? Nói cha em á chửi cha em đồ chó đẻ đồ khốn nạn. Không binh em. Rồi cha nói bên cháu rồi bên vậy rồi bên gì ai làm sai rồi đó chịu chứ. Dạ. Bên rồi bên chửi cha em không còn gì hết á rồi giết rồi em đi em cũng bị chửi luôn nữa. Trời ơi rồi nếu từ khi có cái xét nghiệm ADN rồi á. Dạ. Thì những người đó nói như thế nào thì cũng ra cũng nói bàn tán này kia nói con nó bị như vậy này kia nó đi làm nó bỏ con nó nhà này kia vậy đó nó đâu có chịu đâu chứ lúc đó là đã có giấy xét nghiệm rồi mà. Dạ. Cũng không thừa nhận luôn. Chói bỏ từ đầu luôn mà không thừa nhận. Vì cuộc sống mưu sinh cho nên là anh chị phải đi làm kiếm tiền lo cho con đúng không? Chứ tại giờ không đi làm ở nhà với con lấy gì ăn. Dạ. Chứ nên bỏ con đi làm đâu có gì đâu người thì bất công với chị quá đúng không? Dạ. Em không đi làm sao có ăn? Lớp nào em bệnh nữa rồi đâu có đi không đi làm thì thằng bị nuôi thằng nhỏ tâm thằng nhẹ nữa. Rồi không đi làm đâu có nuôi con đâu. Với lại ở đây là ở với dòng họ với bà ngoại với ông với bà. Có cái cảm giác hơn chứ đâu phải ở với người dân mà nói vậy. Cho nên là càng nghe thì nó càng hơi bức xúc đi. Không lẽ ở nhà ở không rồi sao sống? Nó còn những quẩn khúc phía sau nữa bạn ơi. Nhưng mà cái này là những cái thì cần nói thì nói, còn cái cũng khó. Tại vì mình đang sống nhờ không phải là miếng đất của họ, nhưng mà mình sống ở đây nè. Cũng còn lệ thuộc nhiều lắm, hiểu cho hoàn cảnh của người vợ này đó, người con, người cháu này. Em đi ra đường ta nói nó đi làm á, bỏ con nó nhà nó bị vậy á. Thấp cổ bé họng. Mà biết sao giờ ngày nào khỏi đi làm kiếm tiền nuôi con chứ đâu có bỏ con được đâu. Đúng rồi. Thì giống như khi là chị ra bên ngoài xã hội đó, người ta chắc chắn đàm tiếu hay có xì xào về chuyện của con chị phải không? Có. Ta nói nè, nó đâu con nó đâu bị ổng mở đâu rồi ổng này kia mày vô sinh rồi giờ nó con của ổng. Em nói giờ xét nghiệm em giữ đây nè, muốn lấy coi em cho coi. Giấy tờ nó có hết trơn. Dạ. Phải chi người dân nước lạ cũng không đáng cái gì để nói nữa. Đúng rồi.
Trời ơi, chú ruột luôn á, đau đớn lắm. Không thể nào hình dung được luôn. Thực sự nói cái chuyện, câu chuyện này khó thể chấp nhận được cái vấn đề mà đạo đức của con người mà khó chấp nhận được. Kiểu mà xét về cái vấn đề luật pháp thì không nói nè. Cái vấn đề về tình người, về lương thường đạo lý mình cảm thấy gì đó nó sai sai à. Mà người chú mình thương nhất nhà nữa, chú ruột. Mà ông đối xử với em vậy nè. Hồi nhỏ là ông chú nó thương chị không? Hồi đó em ba em đi làm bỏ em ở nhà với ổng cũng cưng lắm, thương em lắm. Mà ngược lại ổng đi nó nói với người ta cái người ổng ở là em á, mà là con gái em á. Nhưng mà nói người ta vậy luôn á. Trời ơi. Một đứa bé vô tội ra đời, rồi sau này lớn lên, rồi đối mặt với xã hội, rồi gặp ông Tư, rồi kêu bằng sao ta? Không biết kêu sao. Kêu bằng ông hay là bằng cha đấy? Em cũng giờ không biết luôn. Đó, tạo gì cái nghịch cảnh vậy? Nhưng mà bây giờ thấy trước mắt này nè, một người mẹ còn quá nhỏ, cái cách ẩm em bé nhìn cũng đủ biết rồi. Bây giờ cái tuổi này tuổi ăn tuổi chơi chứ không phải là tuổi làm mẹ làm ấy đâu. Tuổi học anh. Ừ, tuổi ăn tuổi học đó. Bây giờ thấy không, cái tội nghiệp bé quá trời luôn rồi. Nhà trường kêu bây giờ con đẻ xong rồi đi học lại không? Nó nói không, con không có chịu học nữa. Em hỏi giờ con đi học thì mẹ nói với cha cho con học lại. Nó nói thôi mẹ đi tránh học á, rồi bạn bè nó chơi cười con nữa. Nó không chịu học. Em nghĩ là khổ của vấn đề nó đó. Sẽ khó hòa nhập lắm chị. Cháu nó sẽ bị bạn bè nó chọc ghẹo này kia, cho nên là không rất là khó. Nếu mà nhà có điều kiện thì còn đi phương xa, còn tạo cuộc sống mới được. Còn hiện giờ gia mình phải không có điều kiện, phải bám đây nên lệ thuộc hoàn toàn. Mà chị đi cắt cái này thì thu nhập rất là thấp nữa. Nếu chị làm một tuần lễ vậy thì chị kiếm được khoảng bao nhiêu tiền ha? Bữa em cắt một bữa mà bán được như 70 có, 60 có. Bán tươi á. Rồi người ta kêu hôm mày phải khô mày bán đi, trời chịu khó vẫn nắng vẫn no mày phơi đi. Rồi sáng giờ em loại em cắt ở dưới sông á. Em nghe anh ta bánh điện em mới loại lên á. Tại đang cắt rồi gặp thấy rắn không dám cắt thì bò lên. Cha cháu thì bao lâu mới về một lần? Dạ một tháng. Một tháng mới về. Một khi hai tháng mới về một lần. Dạ. Ở nhà một mình mẹ gánh vác hết. Lúc mà chị đi cắt lục bình, bé nhỏ ở nhà nó chăm hả chị? Dạ. Bỏ ở nhà giống vậy nè, rồi đi cắt bên đó đó, rồi đâu có dám đâu, đâu dám đi xa. Bỏ con ở nhà không dám. Rồi đi cắt lại gần gần ở đây thôi. Sông nước nữa, có con nít này kia. Cho nó biết lỗi hết không chị? Dạ biết. À, gì cũng đỡ. Cái nhà mình thấy từ trước ra sau trống lỏng ha, không có cái gì đó. Như con gái, con giờ con có muốn đi học không con gái? Dạ không. Tại sao? Dạ kệ, con không muốn đi học nữa. Tương lai của con là nhờ học đó con. Nếu mà gia đình, nhà trường có tạo điều kiện cho con đi học đó, con có chịu không? Dạ không, con cũng không đi. Con tại mặc sao mặc cảm bạn bè sao con? Con có thể chia sẻ không? Dạ sợ bạn bè cười nên con không có đi. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà chuyện gì nó cũng sẽ qua con. Cái tương lai của con á, nó mới quan trọng con ơi. Con bỏ qua cái mặc cảm đó đi, sự việc nó đã xảy ra rồi, pháp luật cũng đã can thiệp rồi, và ổng cũng đã trừng trị rồi. Con còn tuổi nhỏ quá, con gắng học bước thêm bước nữa cho con, cho dù trễ một năm nữa, con cũng vẫn là bước được nữa. Cố lên lên thôi. Tại vì con gái nó đang che chịu một áp lực. Bởi vì mình mới khuyên. Gọi là một cái cú sốc luôn á. Nghĩa là cần một khoảng thời gian rất là dài để nguôi bớt. Với lại là khó khăn nữa. Như vậy nhà trường mới tạo điều kiện như thế nào đó. Dạ. Nếu mà bé nó học chị cũng phải cho học ha. Dạ, học thì em cho đi học lại. Dạ em mặn em kêu nó thôi đi học đi để nhà con mẹ chăm với mẹ đi làm, mẹ gửi bà ngoại mẹ đi làm các ông má này kia. Con đi học đi, nó nói thôi con không học đâu mẹ, đi chảnh bạn bè cười lắm. Xấu hổ với bạn lắm. Với lại để cho nó nguôi ngoan thời gian đi. Dạ. Rồi khi con đi học á thì các thầy cô sẽ có cái biện pháp giáo dục các bạn của con. Không để cho các bạn con nói con một điều gì hết. Đó là cái biện pháp của nhà trường. Chúng em nghĩ là về phía nhà trường cũng như địa phương chắc chắn cũng sẽ tạo điều kiện cho bé hoàn nhập lại cuộc sống. Đúng. Bé nó buồn ngủ cái gì chị? Nó vậy đó, nó ba gai vậy. Trời nắng quá mà. Đi cắt tao mát khỏe, cắt tao mát em bỏ nó nằm lên nè, nó nắng nó chịu không nổi, nó quậy trời đất ơi. Sắp chụp rồi là gì? Từ cái độ cao từ cái mé con xuống cái gan chị là khoảng hơi bị thấp, hơn mét thước, hơn mét chút à.
đi là phải khum không sao. Bây giờ đụng kình kình anh em đụng kình kình. Thôi đi vô rồi đụng kình kình. Hầm bé dữ lắm luôn. Trời thách nắng tháng này nữa mà ở vậy. Mấy cái tấm này có cuốn được lên không? Nếu cuốn là tao gió vô cũng đỡ. Khó cái này đợi có cái tấm ngoài kìa. Cứng mà. Không, như vậy là cũng có gió rồi, nó cũng đỡ rồi nè. Mình ngồi đây nãy giờ nó cũng thoáng nè. Cái ghe này cũng cũng trầm trọng ha. Em đến đây cũng nghe được cái câu chuyện của gia đình của chị như cháu đây thì thật sự cũng mọi người cũng rất là thương cảm. Bước đầu tiên thì cũng không có gì hơn, anh em đây cũng có một số quỹ á cũng trích ra để hỗ trợ cho cháu đây uống sữa hay nghe chị. Thì ở đây em có 1 triệu là 500 ngàn của Mạnh Thường Quân Facebook Liên Lê và 500 ngàn của cháu Minh Anh. Hay là 1 triệu con gái nhận đi, con gái nhận đi con. Để lo cho cháu nhỏ ha. Gia đình mình cố gắng vượt qua thì cũng đừng có quá đau buồn ha. Cảm ơn người con gái có muốn nói gì không con? Nó cảm ơn gì không? Dạ con cảm ơn mấy chú mấy cô mấy dì đã giúp đỡ gia đình con. Rồi vậy đi con, thì tới phần của chú Thắng ha. Thì chú cũng có được nguồn quỹ của Phước Tử Phí Mạnh Thường Quân. Nói lớn rồi. Thì chú sẽ xích trích được 1 triệu của cô Thanh Thúy ở thành phố Hồ Chí Minh. Và 500 ngàn của cô Hương ở Đài Loan. Để gửi đến cho con để mua sữa cho con của con nha. Rồi thì này chú gửi cho con chịu gửi. Của hai cô á. Cảm ơn cô Thúy với cô Hương ở Đài Loan đây con. Dạ con cảm ơn cô đã giúp đỡ gia đình con. Rồi ví dụ con dùng tiền đó là để con làm cái gì? Dạ con mua sữa cho bé. Mua sữa cho bé. Cái tội quá gì. Con cũng phải tẩm bổ nữa, con ốm yếu quá rồi đó. Lắm rồi. Trời mấy bữa nay mẹ con đâu có tiền em đâu, ăn khô quẹt không dám ăn cơm. Không có thấy cháu không có tiền mua sữa nữa, rồi mẹ con không gầy đâu có ăn cơm có xỉu rồi nấu cơm ăn không có đồ ăn đâu. Chị, ăn khô quẹt không? Chị nói ăn khô quẹt hả? Dạ. Ăn khô quẹt là chị ăn cái gì? Khô nước mắm để vô kho tép mỡ của mẹ rồi, cho xuống. Nước mắm kho với tép mỡ. Dạ. Rồi có chấm gì không? Mẹ bông lục bình này kia gì nè, gì về chấm à. Ăn khô khô quẹt với bông lục bình. Dạ. Tại lo cháu, thấy cháu vậy rồi tìm mua sữa nó. Chị cho mấy chú hỏi em cháu gái nè, trải qua sự việc này. Rồi con suy nghĩ con có ghét ông Tư dữ không? Dạ có. Trong lòng con đang hận ghét ổng hay là sao? Con có thể nói cho trải lòng không? Dạ con có ghét ổng. Ghét là cũng như là ổng làm đi mất cái tương lai tuổi trẻ của con đúng không? Trong lúc con đang học. Dạ. Rồi làm cho con khổ. Dạ. Mất hết tương lai của một con người và một đứa bé nữa. Đó đúng như câu hỏi của em hồi nãy. Rồi sau này nữa nó lớn lên nó đi học với bạn bè. Dạ. Nó hỏi. Rồi chị trả lời sao? Thực sự. Em giờ không biết sao, người ta nói tại giờ đi đâu hai đứa đó đi chứ bây giờ biết nó sao giờ. Chuyện này lời đàm tiếu hả chị? Dạ. Chuyện này cũng không ai muốn thôi, bây giờ nói chung chuyện xã hội thì người ta có quyền người ta ý kiến và có quyền người ta phê phán. Nhưng ở đây thì mấy anh em cũng khuyên chị thì bây giờ mặc kệ những cái lời đàm tiếu đó đi. Trước mắt thì cố gắng mình lo cho con với cháu mình đó chị. Dạ. Thật sự một bà mẹ rất bà ngoại rất là trẻ luôn, mới 34 tuổi đã làm bà ngoại rồi. Nó rất là tội. Đúng ra nãy giờ mình kêu lịch sử kêu chị chứ đáng ra kêu nhỏ tuổi mà nhỏ tuổi hơn anh em mình nhiều đó. Đó. Bây giờ chỉ mong rằng thật sự mà khi mà có đủ duyên mà có nhà hảo tâm khán giả mà xem những video của các kênh của các anh em. Dạ. Có thể giúp đỡ cho chị. Trời ơi, em nói đi mằng á để kiếm tiền á đi đi khám bệnh đi chữa bệnh của em đi rồi thì lại nửa mà gán mà lo cho con mình sao. Dạ. Chợt phát hiện nó rồi cái em nói rồi thôi giờ bệnh của em thôi kệ giờ để vậy mang theo luôn đi chứ giờ hết lo nổi rồi. Dạ. Bây giờ em nói bệnh là bệnh sao? Dạ em bị chỉ cấp độ 2. Em bị gan nhiễm mỡ. Rồi em bị viêm xoang sàng nữa. Không sao, mấy cái bệnh đó thì, dạ, thì cũng, nó không có đến nổi. Rồi em bị cái gì không biết, nó nổi cái gì nữa mà có mủ miễn là nãy nó lan lan ra vậy nè, nó ngứa vậy đó. Mủ cùng mình hết trơn luôn. Viêm da thôi. Trước em mắt mình lo cho biết. Con với cháu trước đi. Dạ, rồi sau này cháu có điều kiện thì mình sẽ đi trị bệnh. Dạ. Dạ, thì mong rằng thì ví dụ như khán giả. Ta kêu em đi mổ chỉ đi, em nói thôi đi giờ cháu như vậy rồi mổ cái gì. Tiền bạc không có mà mổ cái gì. Bởi thật sự trải qua cái cuộc trò chuyện hôm nay giữa ba bà cháu của chị á. Thật sự thì đáng thương hơn là đáng trách. Chứ còn nói ai trách chị đi làm mới bỏ con như vậy rồi tại bé thế nào thế kia thì thật sự tội nghiệp cho cháu gái này lắm. Thì trong tuổi nó ăn học nó biết có biết gì đâu. Đúng rồi. Do người lớn tạo ra sóng gió mà thôi. Ừ. Nên là thông qua video này mong người hiểu và thông cảm cho gia đình chị cũng như có phương hướng nào giúp đỡ chị một phần nào đó cho đỡ vất vả trong cuộc sống để cho ba bà cháu có cái nghị lực sống.
chứ bây giờ áp lực xã hội em vẫn biết là dồn về gia đình chị rất là nhiều, cho nên là mong mọi người cũng thông cảm và hiểu cho. Ngày sáng giờ em đi cắt rau mát chứ chưa có ăn cơm nước gì đâu. Yeah. Đi làm tới giờ luôn rồi thấy cháu vậy rồi thôi. Rồi. Thì mấy anh em ở đây cũng khuyên em với lại cháu đây thì cũng cố gắng vượt qua, đừng có quá đau buồn nữa, rồi thôi cũng để ngoài tai những cái lời đàm tiếu đi. Chứ để em thôi mình cứ phải khổ vì những cái vấn đề đó, thì mình cứ làm, cứ lao động để lo cho cái cuộc sống gia đình. Dạ. Thì cũng hy vọng là qua những cái thuốc viên này thì sẽ được có cái duyên với cộng đồng mạng cũng như mạnh thường quân nào đó. Dạ. Mà thương đến gia đình mình thì có sự hỗ trợ chi thì mấy em lại đến nữa. Dạ. Dạ. Thôi tôi em chào chị ha. Dạ. Thì chị cũng cam đoan với mấy anh em đây là những cái câu chuyện chị chia sẻ từ sớm tới giờ, hai mẹ con chị chia sẻ là hoàn toàn đúng sự thật đúng không chị? Dạ. Để chi để tụi em sẽ đăng những thuốc viên này lên cho cộng đồng đồng cảm với mình phải nói thật đồng không? Dạ. Cộng đồng mới thông cảm. Và hỏi luôn đứa con gái luôn. Những cái gì từ giờ con nói là đúng sự thật hết rồi ha. Dạ. Con có thể nói là chính xác một lần nữa là con của con là cha nó là ai, nó một lần nữa. Dạ, ông Tư. Là chính là ông Tư là người của con ha. Dạ. Như vậy thì mấy em sẽ chia sẻ thức phim này lên trên mạng xã hội. Dạ. Thì gia đình mình cũng như là những người thân trong gia đình đều đồng ý cái vấn đề này ha. Dạ. Rồi, thì cũng hy vọng gia đình mình nhận được nhiều tình thương của cộng đồng hơn. Rồi nếu như có phần hỗ trợ nào của từ phía cộng đồng thì anh em tụi em lại đến nữa để giúp ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn. Xin chào mọi người. Chào. Dạ.